Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Ngày hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị qua chương trình Người Việt Luật Mỹ. Vì đây là chương trình luật pháp trực tiếp truyền hình, thành ra quý vị có thể gọi thẳng vào đài qua cái số điện thoại ở trên màn ảnh của đài là 714-893-3264, 714-893-3264 để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp. Thì chúng tôi sẽ từng từ trả lời những câu hỏi của quý vị. Một lần nữa, tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm và mà chương trình quý vị đang theo dõi là chương trình luật pháp trực tiếp truyền hình mà quý vị có thể gọi thẳng vào đài để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp và chúng tôi sẽ hân hạnh để trả lời những câu hỏi của quý vị. Trong phần đầu của chương trình, chúng tôi xin 1-2 phút để đọc một thông cáo. Như chúng tôi đã hứa với quý vị là chúng tôi sẽ tổ chức một cái buổi hội thảo luật pháp miễn phí về vấn đề di chúc thừa kế, và đặc biệt trong cái buổi hội thảo này thì chúng tôi sẽ làm giúp cho quý vị cao niên nhờ giấy ủy quyền về y tế và hậu sự, tức là cái giấy đó nó quan trọng để cho những quý vị nếu mà chẳng may mình phải vào nhà thương, mà nếu mình ở cái tình trạng chẳng hạn bị stroke, bị trụy tim hay là bị tai nạn mà mình không có thể quyết định được, thì mình có thể cho phép những người thân của mình là vợ hay chồng hay là kế là con của mình có thể cho bác sĩ nhà thương biết những cái quyết định để mà có thể chữa bệnh cho mình. Hay là trong trường hợp nếu mà mình bị coma thì mình muốn tiếp tục được chữa đến tận cùng, hay là nếu trong trường hợp mình bị coma mà không có thể mà trở lại quay lại bình trạng mà bình thường được mà phải nằm sống qua cái máy trợ sinh, thì khi đó mình muốn chẳng hạn rút ống, vân vân. Thì trong cái buổi hội thảo này hoàn toàn là miễn phí. Chúng tôi sẽ có, ngoài tôi sẽ có thêm hai luật sư của văn phòng là luật sư Paul Phạm Minh Thu và luật sư Hoàng Ngô sẽ giúp cho chúng tôi để mà điều khiển cái buổi hội thảo này, cũng như chúng tôi sẽ có một số nhân viên của văn phòng lẫn những cái người thị thực công chứng viên để có thể giúp để mà notary public, để mà có thể notarize cho những cái chữ ký của quý vị. Chương trình này được sự bảo trợ thứ nhất là của thành phố Westminster, do đó chúng tôi cảm ơn thị trưởng Tạ Đức Trí đã giúp cho mượn cái phòng để mà tổ chức chương trình, cũng như là đồng thời cũng có cái sự bảo trợ của trung tâm tài nguyên cho người chăm sóc là Family Caregiver Resources Center, trung tâm của bệnh viện San Joseph và cái tổ chức Alzheimer ở quận Cam. Chúng tôi cũng cảm ơn ông bà Nguyễn Hữu Đạt là chủ nhân tiệm bánh Cordon Bleu, đạm tiệm bánh nổi tiếng đã có thường làm bánh ngọt giống như croissant được bán ở Costco, thì ông bà sẽ cho, tặng bánh ngọt cũng như croissant cho cái buổi hội thảo này cũng hoàn toàn miễn phí. Thì một lần nữa chúng tôi cho biết đó là cái buổi hội thảo sẽ tổ chức vào ngày thứ Bảy 16 tháng 4 của năm 2016, tức là cách đây vài tuần nữa, thứ Bảy 16 tháng 4, và cái thời gian tổ chức sẽ từ 10 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa, và cái địa điểm đó là ở văn phòng, là cái trụ sở cộng đồng của thành phố Westminster, là Westminster Community Services Building, ở đối diện với văn phòng luật sư của chúng tôi, địa chỉ là 8200 Westminster Boulevard, thành phố Westminster. Nếu mà quý vị muốn tham dự đó thì xin gọi vào ghi danh trước, tại vì cái số chỗ cũng có hạn. Lần trước thì chúng tôi tổ chức thì cũng có gần 200-300 người đến, thành ra nhiều khi không có đủ ghế mà cho quý vị ngồi. Thì quý vị nên ghi danh trước với lại cô Tâm Hồ qua có số điện thoại là 714-451-5117, 714-451-5117, hay là qua cô Pauline Lê là 714-451-5120. Pauline Lê số điện thoại là 714-451-5120. Dạ xin cảm ơn. Hello, giờ chúng tôi nghe đây. Hello, dạ tôi xin phải luật sư Đỗ Hiếu Liêm không ạ? Dạ tôi luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Dạ tôi nghe đây, cô có thể đặt câu hỏi. Dạ xin chào ông. Thưa ông, tôi có một việc này tôi muốn hỏi xem nhờ ông giúp đỡ giùm đó. Dạ. Như tôi có một người anh mà ổng là bệnh nặng, thì mới bệnh nặng từ hôm Tết tới nay thôi. Nhưng mà hồi trước đây ổng bệnh đó thì toàn là ổng để tên cho vợ với con biểu, nhưng mà kỳ này
thấy vợ con có cái vẻ lơ là trong cái việc mà muốn chọn sống đó. Thành ra tôi muốn hỏi xin luật sư có cách gì để mà giúp đỡ tôi, để mà tôi giúp cho người anh tôi đó. Dạ, nếu mà ổng bị bệnh, mà nếu trong trường hợp ổng cần cái người có thể giúp ổng quyết định trong cái vấn đề chữa bệnh cho ổng đó, thì giấy gọi là giấy ủy quyền về, nó gọi là giấy ủy quyền về y tế và hậu sự, tiếng Mỹ nó gọi là Advance Healthcare Directive, thì trong cái giấy đó đó ổng có thể bổ nhiệm bà hay những người nào mà ổng tính cẩn, thì những người đó đó ổng phải điền vào cái tờ giấy đó đó, đòi hỏi là phải hoặc là được thị thực chữ ký, hoặc là phải có hai người làm chứng khi mà cái ông anh của bà ký. Thì với cái giấy đó đó ổng có thể bổ nhiệm bà nếu muốn. Nó gọi là giấy ủy quyền về y tế và hậu sự, tiếng Mỹ nó gọi là Advance Healthcare Directive. Thì tôi không biết là ông anh của bà còn sức khỏe mà có thể đi đứng dễ dàng được hay không. Nếu được đó thì chúng tôi vừa mới cho cái seminar. Và nếu nằm một chỗ thì càng ngày càng yếu đi. Dạ, thì một thời gian mà ở trong bệnh viện đó thì ổng ăn được lắm, ăn hết phần cơm của bệnh viện, nhưng khi về nhà tụi nó là phải đổ những cái ok bây giờ bà nghe nó coi như buổi chiều không được ăn mấy. Ok bây giờ đó, dạ bà nghe tôi nè, bà nghe tôi nè, bà nghe tôi nè, cảm ơn bà nghe tôi. Ok, nếu muốn thì cái ngày mà tôi tổ chức seminar là ngày 16 thì tháng 4, 2016, 10 giờ sáng, 12 giờ trưa. Tháng 4, thì bà đến chỗ đó, bà lấy cái form đó, rồi bà điền vào và để cho ông anh bà ký. Cái quan trọng là khi ông anh bà ký đó, thì bà phải kiếm hai người, không phải là cái người thân trong gia đình để làm chứng nhé. Cảm ơn bà. Hello, giờ chúng ta ở đây. Dạ, kính chào luật sư. Dạ, kính chào ông. Dạ. Tôi có câu hỏi về luật lao động của luật sư. Tôi không có làm luật lao động. Ông có thể đặt câu hỏi tôi trả lời được thì tôi sẽ trả lời cho ông. Vâng, như thế này. Năm 1983, tôi làm trong một hãng điện tử lớn. Rồi mấy năm sau tôi khám phá rằng là cái năm sinh của tôi nó khác với năm sinh của đi làm. Rồi tôi tiếp tục làm cho được 21 năm. Thì tôi xung phong lay off, tức là lấy thách kế, tức là 21 năm mấy tháng. Rồi tôi biết lúc đó tôi biết là cái nam xanh của tôi khác với cái nam xanh ở trong sở. Nhưng mà tôi thấy rằng là chỉ có ngày tháng đúng, chỉ có nam xanh khác. Thì tôi rất là thần thiêu. Cho đến, người ta không làm gì cả. Cho đến tháng 12 năm 2004, thì tôi xung phong lay off. Mà số cái câu hỏi tôi đã về hưu được 16 năm rồi. Bây giờ cái hãng của tôi rồi cái hãng của tôi nó bán cái pension department cho một hãng pension khác. Rồi tháng trước cái hãng đó nó gửi cho tôi một cái thư tổng quát cho mọi người, nếu mà ai muốn điều chỉnh ngày tháng năm sinh thì copy một cái passport hay là một cái driver license. Thì tuần trước tôi đã làm copy một license, một cái thơ gửi đến cho họ và nói cho họ nói rằng là xin điều chỉnh, cũng không tăng tiền bảo hiểm, không xin lỗi, có tăng tiền pension mà không giảm tiền pension, và họ sẽ nói với lại cái hãng cũ của tôi. Như vậy thì nếu họ nói cái hãng cũ của tôi tôi có làm khó dễ tôi gì không? Không có gì khó dễ. Thực sự đó không phải là năm sinh là cái quan trọng. Cái số an sinh xã hội ông mới là cái quan trọng để quyết định. Đúng hết rồi chứ ấy. Dạ dạ. Thì cái số an sinh xã hội mới là cái quan trọng, chứ cái năm sinh nó không phải là cái quan trọng. Cái năm sinh nếu có quan trọng hay không á, là chỉ liên hệ đối với lại bên sở an sinh xã hội thôi, để nó quyết định cái ngày nào mà ông có thể retire mà được hưởng chẳng hạn 100% cái tiền Social Security. Okay. Còn đối với lại cái pension của ông đóng góp như thế nào, ok, hoặc là cái tiền ở cũ đó thì nó chỉ dựa trên, nó để nó identify ông, thì dựa trên cái đóng góp ông như thế nào trong hơn 21 năm làm việc đó thì nó sẽ cho ông như vậy. Còn cái do đó nó chỉ dựa trên, để nó dựa trên cái Social Security ông thôi. Thành ra cái việc mà ông có thay đổi cái năm thanh đó tôi nghĩ cũng không quan trọng, trừ khi mà nó đổi luôn cái Social Security ông. Nhưng mà tôi không nghĩ đó là vấn đề đó, tại vì qua Mỹ đó, từ khi ông đến Mỹ cho đến khi ông qua đời thì ông chỉ có một cái số an sinh xã hội duy nhất mà thôi. Nhá.
Dạ. Vâng, anh đi xe ô thì không có gì thay đổi cả. Dạ, dạ thì không có sao nhé. Nhưng mà cái hãng pension mới của tôi nó gửi thơ như vậy, tôi xin điều chỉnh. Có được không ạ, luật sư? Ông điều chỉnh được nhưng mà thực cô không có cần thiết, tại vì nó vẫn dựa như tôi nói đó. Cái quan trọng là cái số an sinh xã hội của ông thôi. Còn cái vấn đề đó, nhiều khi nó đổi cái investment company đó cũng không có thành vấn đề. Bởi vì cái đóng góp của ông nó vẫn là như vậy. Bao nhiêu trong 21 mấy mấy năm qua đó là như thế nào thì nó vẫn như vậy, chứ không có gì thay đổi đâu. Nhá. Dạ. Cái hãng của tôi thì tôi không phải đóng tiền pension mà nó tự cho. Dạ, dạ biết. Dạ. Thì nó cho cái đó ông tại là tự tại vì do cái hãng nó contribute trong cái thời gian ông làm việc với nó. Thì có một số hãng nó tốt như vậy. Khi ông làm bao nhiêu năm á, thì nó cho, nó contribute và nó vesting là bao nhiêu năm á, thì nó vested chẳng hạn từ bao nhiêu phần trăm đến 100%. Thì khi ông retire đó, khi ông nghỉ đó, ông lay off đó, thì nó cho ông lại cái số tiền mà nó đóng góp trong cái quỹ đó. Gọi là, đúng rồi, là profit sharing hay là employee benefit sharing vậy thôi. Nhá. Tôi làm bữa trước cái hãng mới nó gửi là nó giờ tôi làm đơn. Dạ. Một cái đơn bằng viết bằng tay và một cái driver license. Dạ. Gửi đến để như vậy, nếu nó nói rằng là tiền cũng không tăng mà tiền không giảm, nhưng mà nó sẽ nói là cái hãng cũ thì tôi có trở ngại về hãng cũ không? Dạ, tôi không nghĩ là có ông có trở ngại về hãng cũ. Tôi lặp đi lặp lại là cái vấn đề đó là cái số an sinh xã hội là cái chính thôi nhé. À vâng. Ok. Vâng, vâng. Dạ, cảm ơn ông nha. Cảm ơn luật sư nhiều lắm. Dạ, cảm ơn ông. Đến đây chúng tôi phải tạm ngưng để đài trả phần quan có thương mại. Quý vị còn chờ đường dây, tiếp tục giữ đường dây điện thoại của mình. Chúng tôi vẫn tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị.